Chào mừng các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục cuộc phiêu lưu hấp dẫn đến Đông Á, đến một vùng đất phong phú, nhiều màu sắc và đầy bí ẩn. Hãy cùng khám phá tên các quốc gia này và khám phá những điều thú vị đang chờ đợi. China, China, Japan, Japan, Mongolia, Mongolia, South Korea, South Korea, North Korea, North Korea.